Mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn chế tạo một cái máy giặt ba mi lông đơn giản. Và để chế được nó thì mình sẽ cần những thứ sau nhé. Một là khúc gỗ. Gỗ thì mình sẽ cần một cái thanh như thế này. Và một cái thanh như thế này. Đây. Đó. Tiếp theo mình sẽ cần giấy máy xo này. Ống thủy tinh chống cháy này. Bạn dùng một cái ống loại to này. Và một cái ống loại nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Tiếp theo mình cần dây điện này. Công tắc này. Và thứ quan trọng nữa là mình cần một cái viên, hai cái viên ốc như này. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ khoan hai lỗ trên cái này như thế này. Đó. Thì hai lỗ này nó vừa với hai con ốc này luôn. Và hai cái lỗ này thì nó cách nhau xa hơn cái thanh ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt một cái dây bên sau như thế này. Đó. Mình sẽ dùng ống thủy tinh chống cháy. Mình đo từ đây, cái lỗ đầu tiên đến lỗ thứ hai là bao nhiêu, mình sẽ cắt ra nhé. Như này. Bây giờ mình sẽ gọn xe máy xo vào. Mình được như này. Bây giờ mình sẽ dùng cái này này. Mình sẽ quấn cái dây máy xo vào cái con ốc này. Ok, vậy là được nhé. Bây giờ mình sẽ quấn. Mình sẽ vít cái ốc này vào đây. Sau khi xong mình được như này, mình sẽ là dùng dây điện nhá, mình nối vào này, vào đây và bên kia một cái như này. Thôi, mình vặn vào nhá, vặn tắt ngay con. Thôi, đó bạn cứ làm như vậy là được. Mình không được là sao không biết. Mình được xong mà mình được như này thì bây giờ mình sẽ làm tiếp nhé. Đó. Thì mình sẽ gắn một cái dây làm cái khớp nó vào đây để cho cái này nó có thể lên xuống như này. Và cách là mình dán bằng dán nhé. Đây, mình dùng bằng dán này để mình tạo thành một cái khớp. Đây. Vậy mình được cái khớp như này rồi. Khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái dây này lên đây. Mình sẽ dán cái dây này lên đây như này. Mình sẽ dán công tắc vào đây nhá. Đó, đầu tiên thì mình cứ dán công tắc vào đây trước này. Đó. Mình sẽ dán ngang này. Mình sẽ nối dây vào, còn một nối một dây ra nhà mình nhé. Cái đoạn khớp gập này bạn không cần có cũng được, bởi vì mình sẽ thay khớp gập bằng dây điện này. Đó, và ở đây mình có ở sau này mình có dán một cái ống thủy tinh chống cháy nữa. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần test là được. Nhưng thực sự thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Nhưng mà cái camera của mình hôm nay nó bờ bên này bởi vì nó bị xước này. Mong bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ test nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test này.
bây giờ mình sẽ thử dùng cái bao này. Đấy. Đó, bên này của mình nó bị mờ này, thì nó bị xước. Nếu bạn làm cái cách sửa thì có thể chỉnh luận bên dưới nhé. Đây, mình sẽ thấy không? Bạn thấy không? Chưa làm mấy đâu mà nó có một cái vết đây rồi. Bây giờ mình sẽ làm này. Đó, mình sẽ ấn nút, vừa ấn vừa đè. Rồi. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ gấp lại này. Để mình sẽ thử cho bạn xem nhé. Ok, vậy là được. Đây, nó dán lại rồi. Này. Này. Đó, không được nữa. Thấy không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Đây là mình test cho thêm vài cái bao nữa cho bạn xem luôn này. Mình gấp lại này, mình vuốt. Bây giờ mình bỏ vào. Mình gấp lại và mình nhấn. Đấy, đây. Đó, vậy thôi. Nếu bạn thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để ủng mình trong video tiếp theo nữa nhá. Đây này. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình lần tới. Bye.